Một cặp đôi đã bất ngờ tìm thấy cuộc đời hạnh phúc của mình. I just want to know. Một linh mục cố tình phá rối hạnh phúc sẽ không làm phép cưới cho cặp vợ chồng này, trừ phi họ tham gia khóa học tiền hôn nhân do ông ta tổ chức. Trong khi ngày cưới đến gần, họ phải tham gia các khóa học rất căng thẳng. Hàng loạt những sự cố giờ khóc giờ cười. Oh my god, stop it! Stop, stop. Đón xem Quyền Được Cưới phát sóng lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012.